Giải nhất Phương cuộc thi của tập đoàn nước tương hoàng chăng... tôn là Trang Ân Sinh ừ. Sao? Ân ừ, Sinh đã thắng rồi Ân Sinh của má đã làm được rồi Thì so tại với anh mày Lấy được quy chương đặc biệt cho nên mày vui mừng đến nỗi phát điên rồi Có đúng vậy hay không? Còn Nhắm mặt má một thời gian là được rồi phải không? Con tới cái thúc xá của tập đoàn nước tương hoàng tôn để mà ở Cái gì? Cái gì? Sau này công việc của tổ thi có thể sẽ rất nhiều. Bệnh của tao có lẽ phải rất lâu mới khỏi. Mày tìm nơi nào có thể sống lâu lâu một chút. Ký túc xá thì sao? Ký túc xá của tập đoàn Hoàng Tôn. Bạn cùng phòng. Không phải chính mình tôi sao? Trước giờ luôn để trống. Vừa hay có người tới ở mà. Có được không? Sẽ bất tiện cho cậu đó. Ừ có biết là sẽ ở chung với ai hay không tên của người đó là gì thực tập sinh của tập đoàn ss tên là ồ ừ. ồ ừ. đây chính là bạn cùng phòng của cậu đó cái gì đây là bạn cùng phòng của anh thằng nhóc này hả ân sinh ở ký túc xá hà minh à vậy còn phòng của ân sinh trong phòng của ân sinh có bí mật phải không nếu như bà giúp việc hay là má hòa công nhìn thấy thì làm sao à má à việc này á hả sau khi hít vô thì ngồi thẳng lưng lên thở ra từ từ cứ làm như vậy Hít thật sâu một lần nữa Rồi cứ lập lại như vậy Sao rồi? Má khỏe chút nào chưa? Thoải mái hay không? Thoải mái Mày giờ trong nhà không còn ân sinh nữa Thiệt giống như thiên đường Còn cũng không có cái gai trong mắt nữa Thật sự đã lấy được cái gai trong mắt ra rồi Khỏi phải nói trong lòng thoải mái quá <laughs> Chừng đi Cô <Coi> giúp việc <laughs> Dạ bà chủ Cô quét dọn phòng của ân sinh thế nào rồi? Dọn dẹp chưa? <laughs> Phim88.com xin ân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Hả? Ây da! Ờ! Ồ! Trời ơi! Gì đây? <laughs> ờ! Không lẽ không còn phòng trống nữa sao? đâu có nhất định phải ở đây, cho ký túc xá trung tâm nghiên cứu cũng được mà. Nếu có thể được, cháu muốn một mình ở một phòng. Bây giờ ký túc xá đều đầy hết rồi, không có phòng trống dành cho nam. Ta nhóc con, hãy mau đem hành lý, vô sắp xếp lại phòng đi. bạn cùng phòng. Tôi cũng cảm thấy sẽ là vô lý. Tôi với em, tại sao cứ luôn dính với nhau như vậy? Hết kết. Tôi chưa bao giờ sống chung phòng với người khác. <laughs> Ồ, muốn khoe khoang mình là con trai nhà giàu. Ý tôi không phải như vậy. Nếu không phải thì chấp nhận đi. Tôi và em sẽ sống chung với nhau như vậy. đó chính là số phận là phòng của em con cho nên con sau đó đã tu dọn xong hết rồi má cứ yên tâm đó là gì băng vệ sinh và áo ngực đều lỡ trong phòng của ân sinh Má sợ người khác nhìn thấy cho nên không yên tâm Trong phòng em trai con có bí mật Nhất định với cành gác Con sẽ bảo vệ cho em trai con Con biết phải làm cái gì mà à, à, Anh làm gì vậy à. Anh đang làm gì đó Cái gì Tôi đang đọc sách không thấy hả Áo Anh cởi áo kìa Tại sao lại cởi áo ra à tôi đã tắm rồi mà mặc áo vô chuyện gì đây đều là con trai mà em cũng cởi áo ra đi hả một khi tắm xong phải cởi áo ra mới được thoải mái chứ hả đưa tôi coi thử coi đã một cái gì hả đưa đây hamburger là mua cho hai người ồ đúng là thiệt ha mặc dù em là thằng nhóc con nhưng mà vẫn biết phép tắc đó. Tôi nhận ra. Tôi sẽ ăn thiệt tình. Mm. Mm. Làm gì vậy? Hãy ăn đi. Wow, trước đây không có phát hiện. Mặt của em bị đỏ kìa. Ừm. Mm. <laughs> mặc quê em bị đỏ kìa chứ không sao đâu mình là con gái có thể giấu được chuyện này không thẻ xuất sắc đã tới mức này rồi sau này mọi chuyện sẽ tốt thôi dạ ba đi sớm về dạ, sớm dạ chào dạ, 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 ba. ba tổng giám đốc hiệp hội sản xuất thực phẩm nông nghiệp gọi điện tới họ nói là các giới cùng ngành trong hiệp hội đã đề cử ông tiếp nhận quân chương quốc dân rồi ôi dạ ba ôi dạ tập đoàn lớn mạnh thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm đại hàng ngày mai sẽ công bố công nhận ông đã có công trong việc nâng cao hình tượng của đại hàng dân quốc bà chúc mừng ba chắc là ba À không, ngay cả con cũng rất là vui. Ông nội, chúc mừng nội. Chúc mừng ông, chúc mừng ông. Tôi được, cảm ơn các chéo Má à, sao sắc mặt à. lại vậy? Đã có chuyện gì rồi? Má cảm thấy không yên tâm chắc phải gặp tai họa đột ngột. Bà đạt được quân chương sao chúng ta lại gặp tai họa đột ngột chứ? Đạt được phần thưởng lớn như vậy, ân sinh cũng đang được giải nhất. Nếu như đến đài truyền hình Thì sẽ gặp bộ trưởng bộ văn hóa Nếu ông dẫn ân sinh theo thì phải làm sao Ôi... Giám đốc Trang Phổ Dũng đột quân chương rồi sao Dạ Bên đó lúc nói trang quân chương cho chủ tịch Trang Phổ Dũng Cũng mời ông tới đó để mà tham dự Sẽ giành ghế danh dự Gọi tôi tới để chúc mừng à ừ, Chắc không phải là ý này đâu <laughs> Cũng phải tới chúc mừng thôi là chuyện tốt mà Cậu hãy chuyển lời, tôi sẽ tới tham dự. Dạ, Chủ tịch. Lúc mà ba được trao quân chương, ân sinh cũng đi theo hay sao? Ân sinh sẽ xuất hiện trong tin tức. Đương nhiên là có rồi bây giờ thông tin trên mạng truyền rất là nhanh thời gian này ổng á vẫn chưa có công bố với dư luận nên chưa ai nhìn thấy tướng mạo của người thừa kế nếu mà ân sinh nó xuất hiện mặt mũi của nó chắc chắn sẽ được mọi người biết tới vậy có nghĩa là giới thiệu ân sinh sẽ là người thừa kế Úi, má đang lo lắng điều này Ô, như vậy không có được tại sao ân sinh lại xuất hiện chứ phải để hòa công xuất hiện bởi vậy má mới lo bây giờ ân sinh nó đang làm gì trang ân sinh tài giỏi của má, má rất tự hào về con. con của má bây giờ đang làm gì? À. đầu tương đều đã nấu xong, dùng nước giếng hoàng tôn bắt đầu nấu từ sáng sớm đến nấu ba tiếng, phải giữ thêm một chút nữa, hầm thêm mười phút nữa đi. Dạ, chủ tịch. <laughs> À, chủ tịch đây là muối dùng để ngâm tương vẫn còn dính lắm rất dễ bị nát dụng phải phơi cô thêm mấy tiếng nữa thì mới được dạ chủ tịch à. tiếp tục dạ giải nhất có thể giúp cho mình đi theo ông nội học hỏi chi tiết cách làm nước tương điều này giúp cho mình rất là nhiều mình sẽ là người kế thừa cách làm nước tương của tập đoàn quảng tôn có thể tận mắt nhìn thấy cách ông nội làm việc đúng là vui quá có thể nói đổ bóng bên ngoài mặt lô sẽ giúp nước tường được thông thoáng. Ờ. Ờ. Nếu lấy con người ra thí dụ, thì nó giống như là làn da của chúng ta. Và khi gõ vào, có tiếng thanh trầm như vậy mới tốt. <laughs> có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức là điều mình thích và có hứng thú. Mình có cơ hội này thật rất vui mừng. Rất cảm ơn má. Má, à, con sẽ cố gắng hơn. Bên đó nói lúc trao quân chương cho chủ tịch Trang, cũng mời ông tới tham dự. Họ sẽ dành cho một ghế danh dự. Sở tình mậu này lại chịu thua sao? Cô Đô Ân à Ba tôi ra rồi Dạ chưa Chủ tịch đang ở trong phòng sách Không biết có phải có chuyện gì phức tạp hay không Không thể hỏi Hay là cô liên lạc với bà già kia Hỏi thử có được không Tôi cũng có lòng tự trọng Sẽ không cầu xin bà già đó nữa đâu đó. Còn anh tôi Cậu đồ hiến đang ở trong ký túc xá Đúng rồi Ngày mai tôi sẽ tới đó kiếm ảnh. Nói vậy là cả ngày đều dẫn theo ân sinh sao? Bất luận là đi đâu? Dạ, vì muốn cậu ân sinh nắm được các phương pháp chế biến, cho nên phải thường xuyên dắt cậu đi theo. Con về rồi. Ờ, về rồi à. Ừm, có chuyện gì vậy? Ừ. Ông nội Sẽ dẫn ân sinh tới lễ trao huy chương hay sao Bà với má vì chuyện này Nên bây giờ rất lo lắng Vẫn chưa chắc nên không cảm thấy yên tâm chút nào Con chưa từng xuất hiện trước báo chí dư luận Mà ân sinh xuất hiện trước Như vậy đâu có ra thể thống gì Đương nhiên à. Hay là để cho má đi nói chuyện với ông nội Nói là không thể dẫn theo ân sinh được Còn phải cẩn thận đó Hả con mang dài đi vô phòng lớn bị kêu đi ra ngoài cởi dài mới được vô thì tâm trạng của con nó sẽ như thế nào đây cảm thấy phiền đúng nếu như ổng đã quyết định mà con cứ nói vô nói ra thì con chỉ có thể bị la mà thôi nếu như ổng nổi giận thì không có gì tốt đẹp đâu hơi vậy phải làm sao đây để con đi nói với nội ồ Cháu chưa có ngủ hả? Có chuyện muốn nói với ông hay sao? Dạ phải thưa nội. Con có chuyện muốn hỏi. Ồ, thôi được, ngồi đi. Lễ trao quân chương lần này của Bộ Thực phẩm Nông nghiệp. Con rất tò mò. Người nhà có được tham gia không? Nhận tưởng là một việc rất tốt. Ông nghĩ chắc không có ai phản đối dẫn người nhà theo. Ông sẽ tham gia một mình. Ân xin đi theo ông trợ giúp cho ông mà thôi. làm sao bây giờ Hả? sẽ dẫn nó theo. ờ, má biết rồi. ơi, à. um, mùi thơm vậy quá đi. À? là đậu tương tươi sao? <laughs> dạ, vẫn còn trong quá trình lên men. Con đang học làm phôi tương ở phía sau bếp. nhớ má nên đem về đây. điều chỉnh nguyên liệu thì để nhà một ngày. quà tặng của má là ân sinh bây giờ đang chế biến nước tương. <laughs> theo từ được sử dụng nhiều nhất ở trên mạng bây giờ có thể nói là phong cách thay đổi là như vậy <laughs> em trai của chị trở thành người tài giỏi thì phong cách tặng quà cũng thay đổi thôi nói rất đúng <laughs> tôi sẽ nói với cậu một số công việc trong ngày sau một tiếng nữa xác nhận số lượng nhập hàng hai giờ đúng kiểm tra lại tình trạng lên men của phôi tương Ba giờ đúng. Báo cáo lại với chủ tịch lượng nắng ở kho tương là được rồi. À, công việc ngày mai là tham gia lễ trao thưởng, trợ giúp cho tổng giám đốc. Dạ. Làm gì? Mày, toàn làm những chuyện gì vậy sao? Buông tay ra. Lễ nhận huy chương của nội, mày không có nên tới. Nếu như cho mày đi, mày cũng phải từ chối. Chỉ cần ông nội cho tôi đi thì tôi sẽ đi. Đây là chuyện của tôi. Chuyện của mày? <laughs> mày lớn rồi sao? được giải nhất thì không có biết kiên nể cái gì nữa đừng có chọc tôi nha cái thằng này anh muốn cái gì tôi không cần biết xảy ra chuyện gì nhưng không được đánh là chuyện nhà của tôi tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ đây là người em trai mà tôi quen biết không sao chứ không phải muốn đến phòng nguyên liệu. Đi đi. Đó là nơi nào chứ? Ân sinh sao có thể tới đó? Ôi, con điên lên mất rồi. Cô chủ à, là tôi đây cậu nhỏ sắp được đi tới nơi tốt rồi nhưng mà cậu nhỏ hình như không có độ đẹp phải không tôi thấy lo như vậy nên mới gọi thật sao <laughs> cảm ơn chị đã cho tôi biết phải đương nhiên là phải đi tôi sẽ lo chuẩn bị Dạ má Ngày mai con sẽ tới thăm má Dạ Nhóc con Có vẻ sẽ là nghe lời của má ha Không giống chút nào so với lúc nói chuyện với tôi hết Đâu có người nào không nghe lời má của mình chứ Nhiều lắm Ân ừ, nhân cứu mạng của tôi là người vậy sao Không biết lịch sự Tôi không phải đâu nha Nhìn là biết rồi Hi, hey, Thiệt là Tôi không phải như vậy mà có muốn Thì cũng không được Không bao giờ có chuyện đó xảy ra Tại sao <laughs> Má của tôi đã chết rồi Sao Vậy hả Anh tốt với bà anh chút đi Vậy được rồi Chị. <laughs> có má của bà đặt khỏe khoan Nào Đàng hoàng một chút được không? Mặc áo vô đi sao cứ thích ở trần hoài Em cũng cởi ra Thử đi thoải mái ghê lắm ừ, à, Thì chịu hết nổi luôn Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa ra quy định ở chung phòng Anh nhất định phải nghe theo Hi da, hù tôi hả? <cười> <cười> Wow, là đồ vest. À, em trai của con sắp mặc đồ vest hay sao? Dì ân sinh phải đi tham gia lễ nhận quân chương của ông. Wow! Má ở đâu mà có tiền mua, mắc lắm nợ. Phải, cái này nó không phải là rẻ, nhưng không có xa xỉ. Có tiền phải xài cho đúng lúc, lúc vui thì khác. <laughs> em trai mà mặc đồ vest thì sẽ như thế nào ha? Còn nghĩ sẽ giống như là Mỹ Nam đó. Đúng <laughs> Má chưa bao giờ nhìn thấy Cho nên cũng tò mò Cái này con cũng chưa từng mặc lần nào Có hợp không? <laughs> à, hình ảnh của tập đoàn Hoàng Tôn phải chỉnh sửa bao lâu? Em cũng chưa biết tình hình ra sao Có thể phải tốn một ít thời gian Vậy hả? 啊哦、oh, hello Mấy anh ăn trưa chưa? Ờ, à, chuyện hôm trước. Cảm ơn anh. Ờ. À. Thế nào? Ôi. Ôi, ân nhân cứu mạng. Ờ. À. Chuyện gì? Ờ. À, tại tôi mặc đồ hả? Không hợp đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi mặc đồ vest không chỉ là đẹp trai đâu ân sinh à kỳ lắm hả nếu nói em đẹp gái thì có kỳ cục hay không có hồi kỳ đó nha cậu chủ à cậu chủ đẹp trai thiệt Bây giờ hãy tới phòng của tổng giám đốc Theo ông ấy tham gia lễ trao thưởng Dạ à. Bye à. Phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này Cháu là con thứ à? Dạ. Có cơ hội hãy tới công ty của tôi chứ. Nhìn thẳng vô ống kính. Cười lên. Tôi bắt đầu chụp nha. Một, hai, ba. Ồ, con trai sao đẹp quá vậy? Là ai? Trang ơn xin là con trai của tập đoàn nước tương hoàng tôn đúng là mỹ nam có hình rồi sao ừ đứng ngay phía sau chủ tịch trang các trang internet bây giờ tràn ngập tin của mỹ nam trang ưng xin <laughs> Ôi, cậu chủ ân sinh của chúng ta là người đẹp trai nhất trên đời. Cô Hạ Minh à, cô thấy sao? Buổi <laughs> tối cháu vô phòng không cần phải bật đèn lên đâu. Nếu mà đi chung với em trai của cháu, mặt em trai của cháu sẽ phát sáng, xung quanh đều được chiếu sáng luôn. <laughs> tại buổi lễ trao thưởng quân chương quốc dân người thừa kế của tập đoàn nước tương hoàng tôn lần đầu tiên đã xuất hiện trước công chúng rất được sự quan tâm của giới truyền thông người thừa kế chủ tịch trang phổ dũng là trang ân sinh với bề ngoài không thua gì diễn viên điện ảnh cho nên được chú ý cái gì người thừa kế tập đoàn nước tương hoàng tôn đã xuất hiện rồi hả Ừ, ồn ào náo nhiệt quá má thiệt sự là chịu hết nổi rồi người thừa kế ra ân sinh vậy mà làm phóng viên sao dùng chân để viết bài à ân sinh sao lại là người thừa kế là hòa công mới đúng tin tức cũng có thể đăng những cái tin sai sự thật vậy sao thế giới trước mắt của ân sinh chắc chắn là tràn ngập vẻ dương dương tự đắc vì mỗi lần có chuyện gì á cũng sẽ được làm ầm mỹ lên như thế này chỉ là dương dương tự đắc thôi à mỗi lần như vậy chắc là nó phải nhảy cẩn lên như là một con chó thôi chứ hòa công thiệt quá là đáng thương mà hòa công không gọi điện thoại cũng không có về nhà nữa đây là cái thẻ hôm trước của làm sớ anh cứ đem theo bên mình suốt sanh biết có thể gặp tôi Đã gặp mặt hai lần Chắc chắn sẽ gặp lại lần thứ ba Cảm ơn à, Nếu muốn cảm ơn Không phải cô nên mời tôi uống ly trà Gặp nhau đến ba lần rồi Chắc chắn sẽ gặp lại lần thứ tư Nếu lần thứ tư gặp mặt tôi sẽ mời anh uống trà Cô tới đây làm gì Ây giờ nhưng mà Gặp lại nhau lần thứ tư rồi wow, Nó gặp mặt lần thứ ba chắc chắn sẽ gặp lại lần thứ tư Đúng thiệt đó ha Tôi chỉ là xuân miệng nói vậy thôi chứ không có ý gì cả. Oh. 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 Con trai công ty SS là người đó hay sao? mình phải nhận ra ngay từ đầu mới đúng. quả công hả? À? sao vậy con? quả công, con uống sai rồi. nếu mà ông biết thì làm sao chứ? con đi ngủ đi. Cái gì? Con không phải là người thừa kế của tập đoàn nước tương Hoàng Tôn sao nội? Biết rõ câu trả lời tại sao còn hỏi như vậy? Hôm qua khi nội dẫn ân sinh tới bữa lễ nhận giải thưởng, hình như ân sinh đã được đăng lên mạng. Bây giờ, con không thể nào nhịn được. Hình của em trai cháu được đăng trên mạng, cháu chịu không nổi cái gì? Mọi người đều cho rằng ân sinh là người thừa kế của tập đoàn Hoàng Tôn. Con không phải là người dẫn dắt tập đoàn nước tương Hoàng Tôn sao? Nội tin tưởng con là được. Người ta biết em của con thừa kế mà không biết con lại Trong trường hợp như vậy Làm sao con có thể làm ngơ không quan tâm Nội nói đi Con phải làm cái gì Phải đó Cháu đừng có quan tâm Ông nội Bất luận người ta có nói thế nào Thì con trưởng nhà này vẫn là cháu Ông đã công nhận cháu rồi Thì cái này có liên quan gì tới dư luận nữa Là người làm việc lớn Thì không nên quan tâm tới những chuyện lật vẹt Ra ngoài đi Quả công làm tốt lắm, rất tốt. Nhưng mà không có thể nói nhiều được. Nếu không quan tâm thì quả công sẽ không có làm được gì hết. Vậy thì con vô đó nói thêm vô đi, phải học sức mới được. Con hả? Ờ. Ôi dạ. Bà, con xin phép vô trọng có được không? Hòa công thường ngày luôn biết nghe lời, hôm nay lại nói ra những lời này. Không biết là nó đã chịu biết bao nhiêu áp lực rồi đó bà à? Dạ thưa bà, sự nghiệp 400 năm của tập đoàn nước Tân Hoàng Tôn, tổ tiên đã quyết định cho con trưởng được làm người thừa kế rồi. Người thừa kế thì phải nên có dáng vẻ của một người thừa kế chứ, không phải vậy hay sao? Bà phải cho hòa công quyền lực thì người khác mới chịu nghe nó, như vậy hòa công mới có thể tài giỏi hơn được. Chứ nếu mà như vậy thì Hòa Công nói Sẽ không có ai chịu nghe đâu thưa ba Đúng. Đúng. Cho nên con thiệt khó khăn lắm mới có thể nói ra được Xin hãy để cho Hòa Công của chúng ta ngẩng cao đầu lên Ân sinh xuất hiện trước chi luận Ba không biết các con sẽ bức xúc tới như vậy Chuyện đã xảy ra rồi phải làm sao được chứ Lần sau nội dẫn ân sinh đi Con cũng muốn đi theo Ân sinh đã đạt giải nhất ở giai đoạn thứ sáu là ân sinh thắng mà ở ờ, ở giai đoạn thứ sáu là như vậy bắt đầu từ giai đoạn thứ bảy thì có mình hòa công được nghe giảng thôi có được không thứ ba chỉ vì chuyện này mà giữa hai anh em nó xảy ra xung đột rất là nhiều đây không phải là điều ba mong muốn gì sao chứ Yes Bà đang làm gì vậy à, Đem đi Được rồi Thôi thôi đi đi Bà Hãy để cho ân sinh rút khỏi khóa học đi có được không Ừ. bà ta nói là muốn cho ân sinh rút khỏi khóa học rồi ông nội con nói sao ông nội không có trả lời má kim Trăng hân cứ ngồi nói và năn nỉ suốt thôi ôi à ôi ôi cái bụng cũng đau quá có phải ngồi trước mặt của ổng nên căng thẳng quá không ôi đã hơn hai mươi năm rồi sao mà cứ sợ bà như vậy không biết nữa nếu mà uống nhiều nước chắc chắn là sợ tới tiểu ra quần vì không phải là ba chồng thật sự là ba chồng của người khác ba chồng của người khác vậy thì má với con đâu có phải là người của nhà này người ngoài đều sẽ như vậy đó sống rất là bất an à, dạ đúng à. là hiếu xung gọi muốn nói gì đây không biết Ê xa, đúng là hoàng già mà tại sao cô muốn con tôi rút khỏi khóa học cái này là do ba đã cho phép ba cho phép rồi nhưng mà cô cũng biết trong tương lai hòa công sẽ thừa kế tập đoàn nước tương hoàng tôn chứ không phải là ân sinh vì nó là con trưởng vị trí của hòa công quan trọng tới vậy nhưng vì thằng con của cô khiến nó phải chịu nhiều áp lực rút khỏi khóa học biến mất không xuất hiện trước mặt người khác nó nên làm như vậy cho nên tôi đã nghiêm túc đưa ra yêu cầu rồi vì tương lai của tập đoàn hoàng tôn chỉ một mình hòa công nghe giảng là được yêu cầu chính đáng như vậy còn cần có quyền à đương nhiên là cần vẫn còn cần một quyền khác nữa cần có quyền gì nữa chứ quyền làm vợ cả C cái gì ai nói tập đoàn nước tương hoàng tôn phải do hòa công thừa kế phải là con trưởng của vợ cả sinh ra thừa kế mới đúng con trai của tôi trang ân sinh có tư cách đó